Hello, xin chào các bác. Chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Trường Authentic. Ngày hôm nay thì em sẽ gửi đến cho các bác một cái mẫu phiên bản, hai cái mẫu phiên bản chứ. Một con thì em Casio ở bên tay trái của em đây chính là một con đồng hồ của em. Và hôm nay thì em lên thanh lý cho các bác mức giá của nó cực kỳ rẻ. Đấy, và ở bên tay phải đây là một con siêu phẩm đến từ nhà Seiko. Ngày hôm nay thì em gửi đến cho các bác hai cái mẫu này. Các bác nào quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với em qua số hotline nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Trước khi vào video thì các bác đừng tiếc cho em xin một lượt like nhé, một lượt đăng ký kênh. Nhấn nút chuông bên cạnh để theo dõi những con đồng hồ mới nhất từ bên em. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Đây là một con phiên bản E1200 và con Casio này thì nó còn trong tình trạng là mới, new 100%. Nó chỉ có một chút sức răm do bảo quản thôi. Đấy, các bác có thể thấy như như ở trên phần thân dây này. Đấy, và cái con này thì nó mang trong mình một cái thiết kế mà em phải gọi là từ vài năm trước ấy thì nó cực kỳ là hot. Đấy, lấy vài chục chiếc về và nói chung là lấy khá là nhiều về nhưng mà nó hết khá nhanh. Tại vì có một thời điểm là cái con này là nó là best seller. Đấy, một cái mẫu sản phẩm đồng hồ phải gọi rằng là vô cùng bán vô cùng chạy đấy, và cái con này thì em cũng được anh trai em tặng cho nên là em cũng không có đeo cái con này. Em có một con như thế này rồi và em có đeo dây da cái con này rồi cho nên là con này anh ấy tặng thì em cũng không 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 đụng tới, cho nên là em cũng lên đây thanh lý cho các bác cái con AE1200 này. Con này thì đầu tiên là cái máy của nó, máy này máy pin đấy, và máy pin và cái con này thì là nó xài bằng cái mặt này là ôm mặt giờ điện tử, và các bác có thể thấy rằng là nó có khá là nhiều chức năng đấy. Ở đây thì nó sẽ có báo các địa điểm giờ thế giới này đấy, và ở đây nó có màn hình chính là giờ chính của chúng ta như thế này đó. Và cái con này ấy thì cái phần thân vỏ ở phía bên ngoài, cái phần thân vỏ của máy ấy thì nó được làm bằng nhựa đấy, nó làm bằng nhựa nha các bác nhá, chứ không phải bằng thép đâu. Nếu như làm bằng thép thì nó ngon hơn, nhưng mà nếu như mà làm bằng nhựa này thì nó nhẹ hơn, tối ưu nhẹ hơn rất là nhiều. Về cái con phiên bản này ấy thì nó sẽ có bốn cái nút bấm ha các bác ha. Đấy, một cái con này thì cho các bạn học sinh sinh viên đeo cực kỳ là hợp đấy. Các bạn mà muốn đeo kiểu nó trưởng thành một chút thì chúng ta có thể đeo cái con này đấy, và các bạn nếu như mà muốn nó trẻ trung hơn một chút thì các bạn có thể thay một cái dây da vào đây đấy, đeo cực kỳ trẻ luôn. Và cái con này thì nó có một cái thiết kế dây dây này là dây dây thép cuộn đấy, một cái dây thép cuộn và làm vô cùng liền lạc luôn. Nó có ba cái sợi chỉ chính là đều phay xước hết cho nên là nhìn nó vô cùng khỏe khoắn. Về cái con phiên bản thiết kế này thì hiện tại bên em đang em sẽ thanh lý cho các bác mức giá của nó chỉ có là 600.000 thôi. 600.000 cho một con phiên bản mới 100% này, hầu như là em không sử dụng luôn, nó còn nguyên thể tác ở đây. Đây là cái giá này, cái giá mà hiện tại bên em đang bán ra về cái dòng này. Đấy, và đây là giá niêm yết của hãng. Còn nếu như mà các bác mua ở bên em thì giá rơi vào đâu đấy tầm mới tầm 950. Đấy, nhưng mà con này thì em được tặng thì em thanh lý cho các bác mức giá của nó chỉ có 600.000 đồng thôi. Con này thì nó sẽ có mã hiệu của nó là AE này gạch 1 200WHD. Đấy, gạch 1 AVDF, đây là cái mã của nó, các bác có thể tra cứu trên Google là nó sẽ ra cái con AE1200 này. Con này thì nó còn được trang bị cho mình một cái khóa bấm nữa. Thông thường thì những cái con phiên bản Casio ấy thì nó sẽ có một cái khóa giật. Khóa giật thì nó hơi đau tay nhưng mà nó tối ưu nó làm được một cái khóa bấm này thì chúng ta đỡ đau tay hơn rất là nhiều. Về con phiên bản này, một con phiên bản cực kỳ ngon. Đó, ngon bổ rẻ cho các bác, chỉ có mức giá của nó chỉ có là 600.000 đồng thôi. Đấy, tình trạng là mới còn nó còn nguyên siêu này. Đấy, như các bác đã thấy, đây là con đầu tiên mà em gửi đến cho bác mà em thanh lý cái con này. Tiếp theo đây là một cái con siêu phẩm đến từ nhà Seiko. Cái con này thì chúng ta sẽ có mã hiệu của nó là SRP 021, SRP 021 các bác nhé. Và cái con này thì nó mang cho mình một cái phiên bản mặt màu đen. Đấy, con này là một con hàng lướt.
Đó, một con hàng lướt. Con hàng này thì nó đã qua sử dụng rồi nhưng mà phải gọi rằng là tình trạng của nó cực kỳ là đẹp. Đấy, con những cái con máy đời cao như thế này thì chúng ta săn hàng lướt thì nó tiết kiệm hơn rất là nhiều. Đấy, còn nếu như các bác mà muốn nó mới new 100% thì hiện tại hàng nó khá là khó kiếm về những con phiên bản này đấy. Trước mặt các bác đây là một con phiên bản đến từ nhà Seiko và nó mang cho mình một cái mặt dial màu đen. Thiết kế kiểu ba kim, một ô lịch ở hướng góc 3 giờ và ô lịch này là chỉ có một ô lịch ngày thôi. Và cái ô lịch ngày thì nó làm thiết kế như thế này. Đảm bảo với các bác là nhìn nó vô cùng cuốn, vô cùng là mê tại vì nó làm một cái mặt kín. Cho nên là rất là nhiều bác thích những cái con phiên bản Seiko mà nó đơn điệu như thế này thôi. Đấy, nó đơn điệu như thế này thôi và nó kín. Cho nên là nhìn nó vô cùng mê. Đấy, nó tập trung vào cái mặt dial này, những cái chi tiết nhỏ như là các kim cọc giờ này. Đấy, với những cái kim giờ, kim phút hoặc là kim giây thì nó sẽ trau chuốt cho cái con phiên bản này cao hơn rất là nhiều so với những con phiên bản khác. Và cái con này thì nó có một cái logo thương hiệu đến từ nhà Seiko ở hướng góc 12 giờ. Hướng góc 6 giờ của nó thì nó sẽ có ghi là automatic và 23 chân kính các bác nhé. Con này thì nó có các kim cọc giờ của nó là kim cọc giờ kẻ vạch và nó làm kim cọc giờ kẻ vạch kép các bác nhá. Chỉ có cái hướng 12 giờ như các bác đã thấy là nó sẽ có 3. Đó, nó sẽ có 3 điểm như các bác đã thấy. Đó, con này thì nó có mang trong mình một cái size mặt. Em nghĩ rằng là cái size mặt này nó sẽ vô cùng là hợp đeo với mọi cổ tay. Và con này size của nó rơi vào đâu đấy tầm 38 các bác nhá. Đấy, rơi vào tầm 38 sẽ phù hợp với cổ tay của các bác nào tầm 15.5 thì các bác đeo sẽ vẫn hợp nhá. Đấy, còn nếu như các bác nào mà bé hơn tầm 15 thì đeo nó sẽ hơi cố đấy. Đấy. Con này thì đối với cổ tay em là cổ tay 16 này. Đeo cái con này thì chủ cũ người ta tay của người ta cũng cũng khá là bé cho nên là em đeo cũng không vừa này. Đấy, các bác có thể thấy. Cái này thì em phải thêm một mắt vào nữa thì nó sẽ ổn áp hơn. Con này thì cổ tay của em là 16 lên tay cho các bác thì nhìn nó vô cùng là đẹp. Đấy, đây là một con phiên bản đời cao. Con này thì hiện tại bên em đang phân phối gửi đến cho các bác mức giá của nó chỉ có là 13 triệu 600 nghìn đồng thôi. Đấy, một mức giá vô cùng là dễ chơi. Tại vì những con phiên bản Seiko đời cao này thì nó săn bên em thì chỉ có săn được hàng lướt như thế này thôi chứ hàng mới thì hầu như là không có về những con phiên bản đời cao này. Đấy. Con này thì các bác có thể thấy rằng là ở cái viền của nó thì nó có sức phe phẩy một chút thôi. Đấy, và cái con này thì có một cái núm chỉnh ở hướng góc 3 giờ, có chữ S ha. Đấy, con này thì nó sẽ có lên có tai cho các bác này. Đấy, nên có tai dừng kim giây khi chỉnh giờ. Đó, dòng máy đời cao. Con này thì thiết kế với một bộ dây của nó, bộ dây thép đúc đặc. Và nó có hai sợi chỉ phay bóng và 3,3 sợi chỉ phay xước các bác nhé. Còn về cái con phiên bản này thì nó sẽ có thêm cho mình một cái khóa bấm đến từ có dập logo thương hiệu đến từ nhà Seiko và nó là một cái thiết kế dây vô cùng là vuông vức. Nếu như các bác để ý thì về cái cạnh viền của cái khóa này này nó làm vô cùng là đồng đều với cái bộ dây cho nên là nhìn nó nguyên một khối như thế này nhìn nó thẩm mỹ của nó vô cùng cao, cái tính chất thẩm mỹ của nó vô cùng cao về cái khóa này. Đấy, em cũng đánh giá khá là cao về cái mẫu thiết kế này các bác ạ. Đó. Nếu mà trong tầm tiền cao như thế này ấy, kiếm được những con như thế này thì vô cùng là tốt, là vô cùng là đáng để chúng ta chơi về những con phiên bản này. Các bác nhìn thấy là nó độ hoàn thiện nó có độ hoàn thiện của nó cực kỳ cao rồi. Về đáy đáy của con này thì nó sẽ có một cái mặt đáy hở lỗ máy cho các bác. Và con này nó mang trong mình một cái cỗ máy 6R15. Đấy, phiên bản này là một trong những cái phiên bản Made in Japan, phiên bản Nhật nội địa các bác nhé. Con này thì nó sẽ có một cái số series ở đây này. Ở đây thì nó sẽ có Automatic Water System lên đến 13, độ chống nước lên đến 100 mét nước các bác nhé. Có dập logo thương hiệu đến từ nhà Seiko ở phía phần đáy cho các bác. Đó, tân tật tật về cái con đồng hồ Seiko đời cao này. Một con phiên bản Nhật nội địa hàng lướt vô cùng đẹp.
Nói chung là nó xước thì cũng không quá đáng kể. Cho nên là đối với bản thân em thì cái con này là một con hàng lướt cực kỳ đẹp. Đấy, và nó tiết kiệm cho các bác rất là nhiều về cái dòng sản phẩm đồng hồ này. Đấy, tại vì những cái dòng mà SARB thì tầm giá của những con Seiko SARB thì các bác cũng biết rồi. Đấy, tầm giá của nó rơi vào đâu đấy tầm loanh quanh trên dưới 18 đến 20 triệu. Nhưng mà em bán hàng lướt ấy thì nó rẻ hơn rất là nhiều so với những con hàng mới. Cho nên là để săn về được những con như thế này thì nó cũng không hề dễ. Đấy, và mức giá của em để thì nó cũng vô cùng là tốt cho các bác. Đó, thì các bác nào quan tâm thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với em qua số hotline. Đó, bên góc trái màn hình của các bác này. Đấy, và các bác xem thì đừng tiếc cho em xin một lượt like nhé, một lượt đăng ký kênh. Đấy, cảm ơn các bác rất là nhiều vì đã ngồi đây quan tâm theo dõi. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Em xin cảm ơn.